Song Song Ki ủng hộ Jeon Jae-bin trong lúc đang vướng bê bối, hóa ra vì lời hẹn ước này. Song Song Ki luôn được biết đến với hình tượng sạch bóng scandal. Thế nhưng vào ngày 2 tháng 7, anh đã bất ngờ bị tố xây dựng trái phép, nâng độ dốc con đường và gây ra tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh căn biệt thự 200 tỷ của anh ở Itaewon, Seoul. Chưa giải quyết xong chuyện xây dựng, nam diễn viên đã phải đi cách ly vì liên quan tới một người thân vừa được xác định dương tính với COVID-19. Thế nhưng giữa tình thế này, Song Joong Ki vẫn có động thái đáng ngờ với tình màn ảnh Jeon Jae-bin và khiến dân tình phải đặt dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, nữ diễn viên Jeon Jae-bin đăng tải trên story cá nhân khoe món quà, gồm hình ảnh xe cà phê và bingsu kèm theo lời cảm ơn rất đáng yêu. Toàn bộ ekip trong clip rất vui vì tiền bối Vincenzo Guasano đã gửi cà phê và bingsu. Thật sự kamsahamonica. Jeon Jae-bin cố tình viết sai tên nhân vật của Song Joong Ki ở Vincenzo, nhưng hành động này của cô nàng rất đáng yêu và cư dân rất thích thú, tích cực đẩy thuyền cặp đôi mau ra khơi sớm nhất có thể. Không chỉ gửi quà đến người tình tin đồn, Song Joong Ki còn gửi kèm một thông điệp được ghi trên banner treo trên xe cà phê với nội dung ủng hộ diễn viên Jeon Jae-bin của Chris từ Song Joong Ki. Việc đồng nghiệp tặng xe cà phê cho nhau là một văn hóa đẹp ở showbiz Hàn. Tuy nhiên, với Song Joong Ki và Jeon Jae-bin, điều tưởng chừng rất bình thường này lại khiến nhiều khán giả điên đảo, bởi rất nhiều người mong họ sẽ có phim giả tình thật sau màn hợp tác ở Vincenzo. Chưa kể, những fan cứng của Vincenzo đã phát hiện ra điểm trùng hợp rằng, ở tập cuối của phim, Vincenzo trước khi đi đã hứa với nữ chính rằng sẽ trở lại như Ngưu Lang vào ngày 7 tháng 7. Dĩ nhiên, 7 tháng 7 ở đây được hiểu là sẽ tính theo lịch âm. Dù vậy, việc Song Joong Ki gửi xe cà phê cho Jae-bin vào đúng ngày 7 tháng 7 dương lịch vẫn khiến khán giả điên đảo, cho rằng đây không phải một sự trùng hợp. Mặc dù đang trong quá trình cách ly tại nhà và phải rơi vào tình huống không mong muốn, nhưng Song Joong Ki vẫn cố gắng chuẩn bị quà để gửi tới phim trường cho bạn diễn Jeon Jae-bin. Qua hành động lần này của nam diễn viên, nhiều người đặt nghi vấn liệu Song Joong Ki đang dành tình cảm đặc biệt cho bạn diễn kém tuổi trong dự án phim Vincenzo chăng? Bình luận của khán giả, không phải chèo thuyền, lên thẳng cano mà lái thôi. Ngưu Lang mà không tiếp xúc F0 để bị bế đi cách ly mất thì có khi hôm nay cặp đôi gặp nhau thật rồi. Thôi gửi xe cà phê đánh dấu chủ quyền tạm, Song Joong Ki hiện đang cách ly. Thôi thuyền có gắn động cơ luôn rồi, em không ship nữa, ăn cơm chó thôi. Anh nhà chỉ hơi ít nói thôi, còn anh cứ lặng lặng thể hiện làm con dân bọn em lên sao hỏa không kịp luôn á. Anh gửi quà ngày dương rồi ngày âm là anh ship anh đến nhà chị luôn hả anh Vin? Người đàn ông tinh tế xứng đáng yêu chị Hồng nhân 10 lần. Trước đó, Song Joong Ki và Jeon Jae-bin kết hợp với nhau vô cùng ăn ý trong bộ phim Vincenzo. Phim vừa kết thúc cách đây một tháng, cái kết của Vincenzo đã quá mỹ mãn. Có thể nói, trong ekip từ biên kịch đến nhà sản xuất, nhân viên đoàn phim cùng các diễn viên từ vai chính đến phụ đã cùng nhau tạo nên một tác phẩm trên cả tuyệt vời, tạo dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Đặc biệt, diễn xuất của Song Joong Ki, Jeon Jae-bin, Oh Tae-yeon, Park Dong-yeon đều xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Song Joong Ki, Jeon Jae-bin còn được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình vì những phản ứng hóa học ngọt ngào trên phim và cả những hành động thân thiết ngoài hậu trường. Đã 2 năm kể từ sau khi ly hôn Song Hye-kyo, netizen mới thấy Song Joong Ki công khai thân thiết, quan tâm và chăm sóc kỹ cho một cô gái đến thế. Điều này làm dấy lên tin đồn cặp đôi Vincenzo, phim giả tình thật.